Liên quan đến sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran hôm 11 tháng 4, Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran vừa cho biết cơ sở này đã bị tấn công bằng một vụ nổ. Vào cùng ngày thì liên minh châu Âu eu cảnh báo sẽ chống lại những âm mưu nhằm cản trở tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran. Theo Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, cơ sở Natanz đã bị tấn công khủng bố, người phát ngôn của tổ chức này cho biết vụ việc đã xảy ra ở trung tâm phân phối điện của nhà máy Natanz. Ông này nêu rõ có một vụ nổ nhỏ và những bộ phận bị hư hại có thể được sửa chữa nhanh chóng. Trong khi đó, truyền thông và một số quan chức Iran thừa nhận các máy ly tâm để làm dầu urani đã bị phá hủy, đồng thời gọi đây là một vụ khủng bố hạt nhân và ám chỉ Israel đứng sau vụ việc này. Hiện Israel đã phản đối cáo buộc trên. Cùng ngày, EU cũng cảnh báo sẽ chống lại những âm mưu nhằm cản trở tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran. Người phát ngôn của EU cho biết khối này phản đối mọi kế hoạch nhằm làm suy yếu hoặc xói mòn nỗ lực ngoại giao liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.